Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chúng mình. Kính thưa quý vị, chúng ta là đời Phật tử chân chính. Chúng ta nhìn thấy mình có hai lần được sinh ra trong cuộc đời. Hai lần thứ nhất đó là cha mẹ sinh ra chúng ta. Chúng ta có được đôi mắt, nhưng đôi mắt cha mẹ sinh ra chúng ta không thấy được. Chúng ta được cha mẹ sinh ra có thân, có đôi chân, nhưng đôi chân chúng ta không biết lối đi. May thay, nhờ công đức của Tam Bảo cho chúng ta có đôi mắt nhìn về vô lượng kiếp chúng ta là ai, và nhìn ra chân lý, nhìn ra con đường chúng ta đi đâu, rồi chúng ta về đâu. Tam Bảo cho chúng ta một cái tuệ giác để chúng ta phân biệt được đầy đủ, rốt ráo, chánh tà chân quỷ. Như vậy rõ ràng Tam Bảo đã sinh ra chúng ta. Và một Phật tử chân chính là người Phật tử biết đi vào ở trong giáo pháp để tự sinh ra chính mình. Phải vậy không? Cha mẹ sinh chúng ta ra trong cuộc đời. Giờ đây chúng ta tiếp xúc với Tam Bảo Luật, chúng ta lại nhờ khoai thầm nó tự sinh ra cuộc đời của mình. Và cách sinh ra thì không ai giống ai, muôn sai vạn khác. Vậy thì giờ ở đây chúng ta chẳng hạn chúng ta muốn tóm tắt một cái nguồn giáo lý, một cái gì lớn lao mà tóm tắt lại những điều không thể tóm tắt hơn, thì chúng ta gọi đó là cái gì? Chúng ta tóm tắt là cái mức mà hết tóm tắt được, chúng ta gọi đó là cái gì? Là cốt yếu, đúng không? Hay dùng cái chữ khác là gì? Là tinh hoa. Đó là những cái chữ mà chúng ta dùng trong cái gì đó tóm tắt. Chẳng hạn như tóm tắt hết một cái nền Phật giáo của Nhật Bản thì người ta đặt cái tên là tinh hoa triết học Phật giáo Nhật Bản. Chẳng hạn như bạn thấy không? Là tinh hoa của triết học. Là tinh hoa triết học, mà chúng ta biết triết học nó rộng lớn vô cùng, mà nó cốt tủy của nó cũng là tinh hoa. Như vậy thì cái tinh hoa của tinh hoa là gì? Tinh hoa tới mức mà người ta hết biết đường luôn hay là gì? Nó là mặc chú. Tại sao? Vì nó đã mặc, tức là nó hết sức là ẩn mặc, phải trí tuệ thật lớn, và nó biết thành một cái gì đó nó huyền thoại. Nên chúng ta xem nó là chú, mặc chú. Nhưng mà chúng ta biết mặc chú là tinh hoa ở trong tinh hoa, cho nên mặc chú được định nghĩa một cái chữ khác là tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa, hay còn gọi là đà la ni. Thấy chưa? Nó kỳ diệu. Chúng ta nhìn như vậy chúng ta mới thấy, thế thì ở trong tinh hoa của Phật giáo, mà tinh hoa trong tinh hoa là mặc chú, và cái tinh hoa của mặc chú chính là gì? Là thủ lăng nghiêm. Như vậy chúng ta biết rằng mình đang tiếp xúc ở đâu chưa, đang tiếp xúc với cái gì chưa. Cho nên không được nhìn mặc chú với một cái dạng là dùng cái tuệ phân tích phàm phu của mình để nhận thức, thì chắc chắn là chúng ta không có gặm tới nỗi đâu. Giống như là gặm như một cái trái cây, chúng ta gặm cái gió xung quanh sợ cũng không gặm tới nỗi nữa. Tại vì đó là tinh hoa của tinh hoa mà, nó đâu có đơn giản như vậy. Thế thì những gì mà chúng ta giảng nói và những gì chúng ta học tập ở đây chỉ là mô phỏng một cái hết sức là thô thiển. Chỉ có ai có niềm tin sâu vững chắc để hành trì thì người đó mới tiếp xúc được sự tinh túy. Và tùy theo tâm tư, nguyện vọng
tùy theo năng lực hành trì mà người đó càng tiếp xúc sự sâu xa. Mật chú Lăng Nghiêm chúng ta học ở đây mô tả một cách thô thiển, nói thế không có nghĩa là nó vô dụng, mà nó góp phần để chúng ta tạo nên một cái gì, một khái niệm, một khái niệm. Nhờ khái niệm này chúng ta có chỗ bám víu, và nhờ sự bám víu đó chúng ta mới bơi lội một cách nhanh chóng hơn. Vậy thì thưa quý vị, ở đây thần chú Thủ Lăng Nghiêm chúng ta học đến đệ tam câu chú số 251, dược xoa yết ra hai. Dược xoa yết ra hai nghĩa là quý giữ hồn, quý giữ hồn. Dược xoa, dược xoa chúng ta biết rồi, cái chỗ ghi là giả xoa, cái chỗ ghi là duyệt xoa. Loài quỷ này có sức mạnh phi thường, chia làm ba cảnh giới bay trên hư không, gọi là phi hành, không hành giả xoa, chạy trên mặt đất, gọi là gì? Là gọi là phi hành la sát, cũng đi trên mặt đất đó, là địa hành giả xoa. Ba loại giả xoa như vậy, tùy theo thần lực mà họ có sự di chuyển, sức mạnh của họ phi thường. Loài quỷ này á, có nhiều tộc họ, có nhiều gia tộc, có nhiều tộc họ, có quyến thuộc. Gần như con người chúng ta ai cũng có quyến thuộc. Anh trộm có quyến thuộc mà. Nhưng anh trộm cũng có quyến thuộc nhá. Quyến thuộc rú người này rú người kia là cũng rất bênh rất bộn, làm gì cũng có quyến thuộc á. Mà tu cũng có quyến thuộc của Như Lai, quyến thuộc Bồ Đề, làm việc gì cũng có quyến thuộc hết. Gì quý nó cũng có quyến thuộc của nó, cho nên quyến thuộc của là tiết ra ha, diệt xoa là giả xoa là lời quý, tiết ra ha tức là quyến thuộc của họ. Lời quý này không có nghĩa rằng họ chỉ chuyên đi phá hoại người ta đâu, mà những lời quý này đã từng phát nguyện, có quý vương phát nguyện quy Đức Thích Ca Mâu Ni. Họ phát nguyện trở thành hộ pháp. Thành ra ở trong thần chú Thủ Lăng Nghiêm nhắc đến họ thì bắt đầu họ cảm nhận được, và họ dùng cái oai lực của họ để hộ niệm, để gia trì, để giúp đỡ cho những ai đang hành trì mật chú Thủ Lăng Nghiêm. Thế thì ai người hành trì mật chú Thủ Lăng Nghiêm, những loại là không hành phi hành giải xoa địa hành la sát, và không hành giả so, không thể làm hại người hành trì mật chú. Bởi vì sao? Bởi vì trong quốc độ này có những loài quý vương này, họ đã phát nguyện hỗ trợ, họ phát nguyện đã gia bị cho những người hành trì mật chú. Đây là cái điểm rất là hay. Có những cảnh giới mà mình công nhận, mình chứng nghiệm mình chứng này. Tại sao chư thiên các cõi trời họ khiến cái lồi dạ xoa này khiến không nghe không được? Tại sao mà ngài Quán Thâm Bồ Tát không hiện ra cái thân tướng xinh đẹp để giáo hóa lồi dạ xoa hay lồi quý bái? Tại sao vậy hả? Nhờ mình nói vậy thôi chứ mình hiểu sâu hơn thì mình hiểu rằng là ở trong đồng loại hiểu nhau dễ dàng hơn là khác loại. Chúng ta không hiểu nè, không thể nào hiểu được cái con cá nó ở dưới nước nó ăn vui thế nào, nó hạnh phúc thế nào, không thể nào chúng ta hiểu nổi. Ở chùa mình có ba chó, các vị nghe biết rồi, có một chó nhỏ, nó tánh nó thì không có phải là hung dữ, nhưng mà cái miệng nó hiểu ngào, nó cứ nó ngào, nó ngừng, nó trừng, nó trợn chữ đó mà tánh nó rất hiền. Con bướm đó mà bay mà nó ngậm con bướm không chết á. Có loài chó lạ không, nó ngậm con bướm nó đi vậy, nó thả ra con bướm bay đi. Rồi cá nó lên, nó mấy con cá nó dở, nó thả xuống, cá không chết. Nó không như gần như nó không có xác. Rồi hai con kia thì con gì chạy, con trồn chạy rồi nó cắn chết, con này không bao giờ nó cắn nha. Mà cái tánh nó hiện ra là hung dữ lắm, nhìn thấy là rất sợ luôn. Và mình rầy ra, mình phạt cái này cái kia, nó không có nghe lời. Nó nghe chút xíu rồi nó cũng trở lại. Nhưng mà khi con chó lớn lấy cái rầy nó một bữa, cái tự nhiên nó im luôn mấy ngày này.
Tại sao nó biết cách, nó biết cách, nó với nó biết cách. Thầy thầy không phải nói là thầy mô tả con chó làm gì, nhưng mà thầy muốn nói này quý vị là đồng loại nó sẽ hiểu nó rõ hơn. Thậm chí mình nói nó như thế này chưa, nó nói mấy người này chèn dại biết hết. Cái thằng nó như vậy á, nó nói mấy ông này bạn không biết hết rồi, mình cứ xíu vô cái chuyện của nó. Đó, nó có cách của nó, cái loại của nó hiểu. Thì cũng vậy, các cái loài quỷ mà nó phát nguyện làm hộ pháp thì loài đó họ có thể chế ngự cái loài quỷ dễ dàng hơn là chư thiên hoặc là thậm chí chư Phật. Do vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra thân của loài quỷ để giáo hóa chúng sanh ở trong loài quỷ là như vậy. Khi chúng ta hành trì một chút thủ lăng nghiêm tới câu này thì những loài dạ xoa hung bạo kia, những loài mà không dám làm hại người này, vì sao? Bởi vì có những loài dạ xoa hộ pháp để báo hộ cho chúng ta. Rồi câu tiếp theo 252, ra xoa từ yết ra hà. Yết ra hà nghĩa là gì? Ồ đúng là giỏi quá trời thôi, đúng nhớ liền thôi. Yết ra hà tức là quyết thuộc, thì chúng ta cứ nhớ vậy thôi là quyết thuộc. Mà nói tới yết ra hà tức là chúng ta biết rồi, tức là loài quý này là quý giữ cung phụ nữ. Quý giữ cung phụ nữ là quý gì mà giữ cung phụ nữ? Có những cái loài quý mà bảo hộ cho người nữ giữ gìn những trinh tiết của mình. Có chứ không phải không có. Tại sao? Bởi vì người phụ nữ nếu như không phải là tình yêu tự nguyện mà họ bị hãm hại thì cuộc đời của họ đỡ lại cái nỗi khổ đau không thể tưởng được. Mà chỉ có người đó họ mới cảm nhận hết, còn người khác chắc chắn không thể nào thấu hiểu hết. Thì cũng có những loài quỷ mà họ phát nguyện hộ trì Phật pháp, bảo vệ cho những người nữ Phật tử không bị những cái người những người khác, những nam nhân có tâm ác hại đó làm xâm hại trinh tiết của người hành trì mật chú này. Đây gọi là ra so tư yết ra hà. Ra so tư tức là quý giữ hồn, cho nên quý giữ những cung phụ nữ đấy, cũng là quý giữ trinh tiết đó. Được chưa? Đấy, nhìn lên mình phụ nữ mà mình trì chú này cũng rất là tốt, rất là tuyệt vời, nghe sung sướng chưa? Rồi câu tiếp theo 253, tất rị đa yết ra hà. Yết ra hà là quyến thuộc phải không? Là quý vương và quyến thuộc của họ. Chữ tất rị đa, tất rị đa là gì? Tức là quý giữ thay chết. Quý giữ thay chết, giữ cái thay chết đó. Tức là cái lạ lắm. Lạ là gì? Tức là có một số người khi họ chết rồi thì họ nghĩ rằng đó là cái thay của họ. Họ chấp cái thân đó, và cái thân đó tới khi mà chôn, đem chôn xuống đất, họ cũng chấp là cái bộ xương của họ. Rồi tới mức là cái bộ xương nó tan đi, nó mục thành nền đất, nhưng mà nó còn cái vết trinh trích đó. Cái đó gọi là cái phách. Hiểu không? Cái phách nó vẫn còn chấp cái phách đó, vẫn còn chấp cái phách đó. Rồi rúi bằng cái rễ cây mà nó mọc đâm vô trúng cái xương chỗ cổ chẳng hạn vậy đó. Bên tay phải thì những người đàn người phụ nữ là bị đau, trong gia đình đã bị đau. Còn anh đông bên tay trái thì những người đàn ông bị. Có những trường hợp mà thầy thấy cũng lạ lắm, là có một lần có một người nói là thưa thầy, con bị đau cái cổ và đau cái tay trái đau hoài thôi, mà giống như là nó đau một mấy năm không bớt. Thì chữa hết cách rồi mà không tìm ra cái bệnh gì hết. Thì lúc bây giờ thầy mới nói, bây giờ kiếm cái mộ của tổ phụ ấy, cái ông tổ đó, gia tộc ấy, cô thứ ấy là có cái rễ cây nó mọc ra, nó đâm trúng cái cổ của ông hay không. Thì trong nhà đấy họ mới liên lạc một lát, sau họ nói thưa thầy là cái mộ giữa cánh đồng không có cây. Thì lúc bây giờ thầy nói thôi thì theo cái biết của thầy là như vậy, thì thôi thì mình cứ chịu khó một chút thử sao, là mình đừng đào vô cái mộ mà mình đào xung quanh đấy, đào xuống coi thử. Nhiều khi nó biết đâu có trước đó cả trăm năm mình có cây lớn làm sao, rỡ cây nó nằm trong đó làm sao. Thì quả nhiên là khi đào xuống
là nó có rễ cây đâm vô cái mộ đó. À, rút cái rễ cây ra là chưa được một tuần sau là cái ông này mất bệnh. Tại sao vậy hả? Tại vì cái lỗi này á, là cái lỗi gì hả? Là cái lỗi là tất thủy đa này. Cái anh tất thủy đa này là anh là cái thai của anh. Và nhờ anh á, cho nên anh mới sinh ra được. Là con nhờ sinh cháu. Con cháu làm gì mà không lo cho anh. Cho nên đỡ cái đâm với cô anh. Cho nên anh tìm cách, anh tác động, anh làm cho người này cảm giác đau. Nhưng mà thực ra trên thân thở thì không có đau. Trên thân sinh lý không có đâu, thành ra bác sĩ họ khám họ chụp hình không có gì hết, thì bác sĩ họ vật chất thôi, họ chụp trên thân này không có gì hết, mà cái người này cái tâm bị đâu, là do nó tác động vô trong cổ ấy đấy, nhất là khi giấc ngủ là nó cứ nó làm trong cái tâm người này có cái gì vết đâu đó, là khi tính dậy cảm giác mình đau, rồi cứ nó đau hoài mà chữa không ra, tại vì do cái loại quỷ là tất ra này nó gây ra, đây là quỷ giữ thầy chơi. Là cái chỗ người ta gọi là quý tố phụ tức là cái gia tộc sinh ra có một cái loại này thường là họ không có chịu, không có siêu thoát, sống rất lâu, và nếu như mà người tu tập của chúng ta sống trong hiếu thảo, chúng ta cũng thường làm lễ quỳ siêu cúng kiến thì giống như là giúp cho họ được ăn uống đầy đủ. Và cái loài này thường sống ở trong cảnh giới của nhập xứ ngạ quỷ. Nhập xứ tức là một loài mà Đức Phật nói trong kinh á, là có một lần cái ông Bà La Môn gì còn nhớ không? Không nhớ phải không? Nhớ câu chuyện ông Bà La Môn này đến bạch với Đức Phật rằng là con có một người thân mới chết, rất đau buồn. Con đã làm nhiều cái việc cúng thí, không biết rằng điều đó có lợi gì chứ? Thì Đức Phật nói rằng nó cũng có lợi và cũng không có lợi. À, xin lỗi, là hỏi là có nhận được không nhé? Có nhận được không? Thì Phật nói là có khi nhận được, có khi không nhận được. Thì ông ta ngạc nhiên hỏi tại sao Thế Tôn nói hàng hai như vậy? Thì Phật nói rằng khi người đó sinh vào ở trong hàng nhập xứ ngạ quỷ thì những cái thực phẩm cúng thí này á, người đó sẽ nhận được. Còn nếu như không có sinh vào hàng nhập xứ ngạ quỷ thì họ không thể nhận được. Thì vị Bà La Môn hỏi tại sao? Phật muốn nói rằng bởi vì chư thiên ở cõi trời họ ăn cái thức ăn của cam lộ chư thiên. Và nếu như người nào mà bị đọa trong địa ngục thì họ ăn hòn sắt nóng của địa ngục, chứ không thể nào ăn thức ăn này được. Thì thức ăn không phải của họ, họ không thể ăn được. Dạ thì nếu như mà người đó không ở trong đó thì sao? Thì Phật nói rằng là có những tổ tiên nhiều đời sinh vào ở trong nhập xứ ngạ quỷ, người đó sẽ liên quan tới người này, người đó sẽ. Thì ông ta nói rằng dạ thì vô lượng kiếp về trước là gia tộc của con không có ai vô trong hàng nhập xứ ngạ quỷ thì sao? Thì Phật cũng nói rằng ông vẫn có được cái lợi ích, đó là lợi ích đạt sống. Đạt sống là gì? Tức là công đức bố thí. Công đức mà hy cúng đó, nó cái phước báo đó nó sẽ hồi lại tâm của chính ông. Và nhờ vậy mà nhờ cái phước báo đó ông nhiều đời cũng được an ổn hạnh phúc. Như vậy thì cái việc mà chúng ta làm, cái việc cúng bái nó không bao giờ mất kết quả, nó không bao giờ mất. Mặc dù những gì mình muốn hồi hướng tới người đó không được thì phước đó nó vẫn trở về với mình. Thành ra mình hoàn toàn là không có mất ý nghĩa trong công việc này. Như vậy thì ở đây có những loài quý tố phụ như là ông bà tổ tiên nhiều kiếp rồi họ chấp nhất như vậy đó, họ ở trong cảnh giới đó, mà nếu như chúng ta bố thí cho họ được thì họ cũng được cái phước báo, họ dùng được thì họ sinh thêm, còn không thì mình vẫn có phước cho chính mình. Nhưng ở đây thưa quý vị, là những loài quý này cũng đã từng quy y Tam Bảo, những loài quý vương này cũng đã quy y Đức Phật, và chúng ta hành trì mật chú lên nghiêm, tức là chúng ta cũng có thể giúp cho họ được siêu độ. Thành ra có người hỏi, dạ thì con trì chú lên nghiêm, con hồi hướng cho cứu quyền thất tổ được hay không? Các vị trả lời sao? Được phải không? Được rõ chứ. Tại sao? Bởi vì tất trị đa là quý giữ hồn, tức là quý tổ phụ.
và họ phát nguyện như vậy, mình hồi hướng như vậy thì dĩ nhiên là họ được. Như vậy chúng ta trả lời một cách có hiểu biết là chúng ta đã học thủ lễ nghiêm, chúng ta biết câu này rồi và chúng ta giải thích cho họ hiểu rõ là cảnh giới nó như vậy cho nên mới có kết quả như vậy. Được chưa hả? Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Câu chú số 254. Tỳ sa giá yết ra ha. Yết ra ha là quyến thuộc. Tỳ sa giá là gì? Là quý, quý dưỡng vó. Quý dưỡng vó là cái gì? Hả? Cái này quý dưỡng vó nghĩa là vậy thôi. Thì đây là cái quý này á, là cái loài quý mà chuyên là ăn cái gì hả? Ăn cái tinh khí của con người. Tinh khí ở trong kinh Địa Tạng á có gì? Có ông gì? Cái gì quý vương? Hả? Có gì? Có ông gì? À, ác độc không phải cái ông bà ăn tinh khí. À, thì các vị coi lại nghe không? Nhưng không chính xác mình không dám nói. Giờ thì đây á, có những con loài quỷ họ chuyên ăn tinh khí của con người. Khi con người bị hút mất tinh khí, tinh khí nó không phải là một cái vật chất, một cái vật mà nó là khí này. Cái khí, ví dụ như con người mình á, nó có cái thần thái đó, nó là khí đó. Mà khi bị loài quỷ này nó ăn thì người này bắt đầu là cái mặt mày của họ nó tái nhét này. Và cái người này ăn muốn hàng ngày á tạo ra cái tinh khí để giữ gìn thân mạng của mình thì loài quỷ này nó ăn bớt thì người này cứ rơi vào chỗ nằm chiếm bao mỏng mị mệt mỏi và cái khí lực của người cứ nó mất dần. Có những loài họ ăn như vậy đó. Những loài này thì còn thêm một cái nữa là gì, tức là họ thường hay làm cái việc ân ái với cái người cuộc sống trong giấc mơ. Đó. Có người là nó liệm nặng tới mức mà ban ngày luôn á, ban ngày luôn. Trước có một cô nào đây quên tên rồi, cô này vừa thưa với thầy là cô bắt đầu cô ngượng, cô xấu hổ, thì thầy biết mà thầy đỡ im thời gian mà sao cô không chịu nói ra, thì hôm đó buộc lòng thầy phải nói thật. Thầy nói là cô bị cái loại quý là quý giữ vó đây này, cái loại quý có ăn tinh khí đây này, là nó chớ ngựa cô. Nó chớ ngựa cô, cho nên đó là một ngày là nó khởi cái tâm niệm ân ái với cô không biết nhiều lần. Và cái loại này là nó ăn dữ lắm, nó ăn cơm gạo với nó không là gì mà nó còn ăn dữ lắm. Thì cô này mới kinh hãi nó thưa thầy, nghĩa là thầy đã biết rõ bệnh con rồi. Ban đêm con ngủ cũng đỡ đèn, ban ngày nhiều khi á họ hiện ra như thế là bắt đầu là họ chớ ngựa con, mà người bình thường không ai nhìn thấy, vì con biết là con bị chớ ngựa như vậy, con đem tặng cái tượng cái hình Phật Di Đà đó, con đem con mua đâu đấy, ai bán đẹp quá, con mua đem cúng dường thầy, và thầy nói cô đi về chùa để tu tập, mà khi về chùa là tới trưa là nó bắt các cô này phải đi về nên làm cái này kia cúng dúng là cúng Phật này đó. À, và nó là Phật, nó giờ nó gọi thành Phật rồi phải cúng nó cười gớm như vậy. Nhưng mà báo trì chú lên nghiêm là không bao giờ trì được. Tại sao bây giờ đụng tới cái loại mà tỳ sa giá này á, thầy chỉ cần hành trì một câu mà tỳ sa giá ít ra ha, cái nam mô tỳ sa giá ít ra ha, thì cái người này chỉ hành trì như vậy thôi là có 10 con quý đó cũng nhắm tới gần. Cứ hành trì suốt ngày của đó thôi thì những loài này không bao giờ lại dám lại gần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái ông nội của nó là quý vương trong loài này phát nguyện hộ trì cho hết người hành trì bằng chúng này. Đúng không hả? À, cho nên chúng ta thấy đây cũng là một cái diệu dụng vô cùng của thần chú Lan Nghiêm. Nhiều khi chúng ta không học và không biết cái nhớ này. Rồi, đi học thôi lại rất dễ sợ chưa? Có nhiều chuyện mà trong cuộc sống này phức tạp lắm, nhiều chuyện lắm mà người ta không hiểu. Nhưng mà nhiều khi tới thưa thầy nói thì thầy không biết nói sao. Nhiều khi người ta không học, không biết, rồi mình khuyên bảo đi chùa, rồi đỡ tới cơ duyên thì thầy hướng dẫn cho mà không nghe. Nghe rồi cũng bị nó chết ngựa rồi, giờ nó đi đâu mất rồi. Hôm nay không thấy tới đây nữa.
không biết là có sao không. Cho nên đi học Phật pháp nó có rất nhiều lợi lạc cho bản thân, giải nghiệp lực của mình và giúp cho xung quanh. Mời các vị lắng nghe tiếp một lời quý nữa là gì, là Bồ Đa Yết Ra Hà. Bồ Đa này là loài quỷ thân lớn, quỷ thân lớn. Cái loài này thân lớn lắm, nó có thần thông, nó có thể muốn biến cái thân nó to như núi Tu Di cũng lớn được, mà nó muốn làm cái thân nó chút xíu là như hạt bụi nó cũng làm được. Rồi đây gọi là Bồ Đa, gọi là quỷ thân lớn. Cái thân này tự nó sinh theo cái ý của nó, cho nên gọi là tự sinh. Nó có nghĩa là tự sinh nữa. Là quý đại thường thường là họ cũng không làm hại ai được cái gì hết á. Nhưng mà cái loài này họ hay thể hiện cái sức mạnh của họ. Hay thể hiện sức mạnh của họ bằng cách á là họ vác lên đầu họ núi. Hay là họ khiêng đá họ đi. Họ làm coi như cho người ta thấy người ta cánh to lớn, hãi hùng để cho khiến cho người khác kinh sợ. Thì ở trong cái loài này thì cũng có là Bồ Đa, là loài Bồ Đa là loài quý thân to lớn này cũng đã quy Đức Phật, và họ cũng phát nguyện làm hộ pháp. Ai hành trì mật chú thủ lăng nghiêm thì khi cần tới họ, họ cũng hiện thân để răn đe, để dạy, để khiến cho những cái loài mà ở trong cùng cảnh giới này có tâm ác hại người trì chú thì họ không dám làm gì cả. Ở trong mật chú lăng nghiêm phẩm đời tam này đều gần như là cái pháp câu triệu đó, tức là cái pháp mà hiệu triệu những vị lâm thiên bát bộ hộ pháp thiên thần đã từng phát nguyện với Đức Phật ở trong vô lượng kiếp quá khứ, hành trì bảo hộ giúp đỡ cho những ai hành trì mật chú, thì họ đều thực hiện theo cái nguyện vọng của họ, gọi là tâm nguyện lớn lao của họ. Những người này có voi thần lớn lắm nghe, tức là khi họ hiện ra có khi là thân lớn, nhiều tay, nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều chân, họ hiện ra đầy đủ hết vậy đó. Mà cái sự biến hóa thân tướng của họ thì không thể nào nghĩ lại được. Đây gọi là Bồ Đà Yết Ra. Nghe sợ không? Hả? Không sợ phải không? Tại vì họ thật ra họ là người quy tâm bảo mà. Trong các cảnh giới đó mình cần sự giúp đỡ của họ thì đều họ đều có mặt hết mà. Thì mình thấy mình được hạnh phúc, được quy tâm bảo, được sống trong ánh hào quang của Phật, của Lâm Thiên Hộ Pháp. Thành ra từ đầu thầy thưa với đại chúng đó là chúng ta hôm nay biết rồi thì hãy tự sinh ra chính mình. Cha mẹ mình sinh ra, bây giờ mình đương vào cái vai lực của tam bảo, mình sinh ra cuộc đời của mình. Mình làm sao cho Đức Phật trong tự tâm mình được sinh ra, những phước báo được sinh ra, và cuộc đời mình không có đi vào những cái chốn lầm than mà tự như lâu nay nữa. Mà chúng ta biết rằng từ lâu nay mình có một Phật tánh sáng ngời, bây giờ làm cho Phật tánh đó được sinh ra. Hãy sinh Đức Phật trong lòng mình. Câu chú tiếp theo là câu chú cho 256. Cư Bần Trà Yết Ra Ha. Cư Bần Trà, các vị có nghe chưa? Là quý gì đây? Cái hình dáng Cư Bần Trà là sao? Có ai thấy này chưa? Chưa thấy hả? Bây giờ có thật sự là các ai chưa thấy không? Nhiều khi thấy rồi mà chẳng biết á. Cái anh này á là ảnh như cái lu á. Cái lu biết lu không? Anh không có chân, anh không có đầu, không có tay. Mỗi lần anh đi á, anh cứ lên đi như cái lu vậy đó. Anh này có cái tính là anh không làm gì hại ai hết á, mà anh thích đề người ta, nặng như cái lu vậy đó, anh đề. Cái dạng tấm đề là khác, còn cái dạng là quý cứ vận trạng đề là khác, còn cái dạng là mọc đề là khác. Mọc đề á, ví dụ như một cái người nào đó hay là một con vật nào đó nó linh hiếu hay là nhiều đời nhiều kiếp về trước có loại nó chết, máu của nó lên trên cái đất đó hoặc là chỗ cây đó, thì cái cây đó vô tình nó hút cái máu đó vô trong cây, thì cái lỗi này nó cứ nó chấp theo cái máu đó, nó ở trong cây đó. Như ví dụ như trong rừng mà ở Việt Nam đó, có người mà cái cây mít mà mít nài đó là không ai dám chạy nó,
có rất nhiều loại quýt ở đó, tại cái nước này rất là dẻo dai và tuổi thọ nó rất là lâu. Quýt nó cũng toàn ở chỗ đó làm căn cứ sinh hoạt của nó, nhà cửa nó như ở đó. Và cây quýt này thường người ta mà chặt cái đó thế nào người ta bị tai nạn. Cần thật ra ai muốn giải quyết cái đó thì phải cúng bái xin chó nhiều thứ lắm rồi sau đó mới dám chặt. Cái loài quýt này nó bám vô trong cái cây rồi người ta không biết, người ta chặt cái đó đem vừa làm cái trụ nhà hay là mái nhà hay là nó làm cái tượng Phật thì nó ở đó thôi, suốt ngày lấy nó thôi, không phải lệ Phật mà lệ quý này. Hả? Nó có như cho nên tại sao mà phải khai quang biểu giảng, thực ra là dùng cái chữ đó cho người ta dễ hiểu chứ làm sao mình phàm mà mình khai quang ai được, làm sao mà cái tượng mà khai quang, làm sao mà điểm giảng, mà nhãn nào Phật nhãn làm sao mà điểm, mình phàm mà nên làm sao điểm giảng được. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là thực ra nó là một cái phép sai tịnh để cho cái loài quỷ kia nó không có bám vô trong cái đó được, cái tượng gỗ được, thậm chí là nó ở dưới đất, méo dưới đất, hoặc là ở trong cái hòn gạch, hoặc là ở trong cái hòn đá, người ta làm người đem phiến đá nó vừa người ta đỡ đó, đá nó cũng lớn đó. Các bạn biết đá lớn không? Lâu ngày có hòn đá mà đá non nó lớn, ví dụ như hòn núi, nó núi già cũng trẻ biết phải không? Cái núi già là cái núi là nó không, cái đỉnh nó không có, nó không có nhọn lên, còn cái núi trẻ là cái đỉnh nó nhọn lên. Tại vì sao? Bây giờ nó đang lớn lên, cho nên nó tạo ra được càng cao xuống, cho nên cái đường cắt xén thế này. Còn cái núi già là nó không lớn lên nữa, cho nên qua thời gian mưa gió nó bão bùng ấy, nó xoáy một dòng dòng thành cái đỉnh núi nó bèn xuống, nó thấp xuống dần dần. Núi già núi trẻ, những cảnh giới này nó phức tạp vô cùng. Đem hòn đá nó vừa đỡ xuống nền nhà, đỡ trụ cây lên, thì nó cứ theo trụ cây đó, theo vừa. Thành ra phải làm cái phép sái tịnh. Người xưa họ làm một cách đó, lấy cái đồn dông đó, rồi người ta đọc các cái chuyện phong thần họ ảnh hưởng, cho nên họ viết một cái chữ rất là linh thiêng, tức là Khương Thái Công Tại Thứ. Thầy cứ làm Khương Thái Công là ý chỉ trong Khương Thứ Nha, Tại Thứ tức là tại đây, thì viết cái chữ vậy thôi. Rồi cái đêm quấn cho cái đồn dông rửa lên trên mái nhà, trên nhà đó rất là linh thiêng. Thì yêu ma quỷ quái mà nghe chỗ nào có ông Khương Thái Công không dám tới. Đó là cái truyền thuyết dân gian, vậy mà đã ăn sâu cho trong cộng đồng Việt á. Thì nó nhiều nhà ta nó của sao là tự nhiên ghi chữ mà Khương Thái Công Tại Thứ thì khi chi, thì có nhiều người họ làm thôi, họ làm thành quán tính, họ tiến sâu, họ xem như là một cái lá bùa vậy đó, mặc chú xem như là lá bùa vậy thôi chứ họ không hiểu tác dụng bên trong. Nên thực ra đó là gì? Nó là sái tịnh, phép sái tịnh. Thành ra là bây giờ mình tượng Phật á, mình làm cái gì? Mình làm cái câu chú. Câu chú ở các vị học chúng được đại ni thầy cũng nói rồi mà. Thì vẽ một cái ấn chữ án, rồi viết cái ấn, rồi đuổi đi. Lấy quyển chúng được đại ni thầy có viết rõ đó. Thầy đuổi đi. Nếu như nó ôm đó thì nó biết rằng là phải đi chỗ khác, không chỗ đây, chỗ đó là chỗ mình đạo tràng thánh chúng mình thờ cúng. Thì cái tượng là chi để cho phục vụ giúp cho mình có cái chỗ mà mình nương vào đó để mình quán chiếu tâm mình nó tập trung như là Đức Phật đang trước mặt, giúp cho mình cái tâm mình nó khôn lại để mình tu tập. Nếu khi mình nhắm mắt lại rồi thì tự nhiên mình không thấy tượng nữa, phải không? Thì trong tâm mình lúc bây giờ nó đi vô trong cánh của nội tâm rồi, nhưng mà vẫn ban đầu vẫn phải nương vô cánh. Thành ra ở trong góc độ này á, cái loài quỷ này á gọi là cái loài quỷ mà bám vô đấy á, là chưa biết là loài nào. Cho nên có loài đó là chứ hẳn như bám vô cây thì chúng ta gọi là mọc đi theo người ta về nhà, mình ngủ á, nó cái cây nó chạy xuống nó đè mình. Cái con này hình dáng nó giống như là cái con mèo dài dài đen thui, nó là mọc. Còn bấm thì thực ra nó không phải là quỷ, mà bấm đó là diện trục thức của chính mình. Ở trong cảnh giới của A-la-gia, diện trục thức của chính mình nó đang chuyển sang một cái mức khác. Thường thường có 10 năm nó chuyển một lần. Và trong trạng thái này, nếu như người này đang đi trên đường mà diện trục thức nó chuyển một cái, có thể là người ta ngã xuống chết.
hoặc là ở trong nhà thánh gì tục nó chiếu một cái té xuống, té xuống cái đầu đập vô trong tường cái chân, người ta nói rằng là do bị té, bị máu trong não, bị chết. Thực ra là do dị tục thức nó đứt đoạn, hoặc là đang giấc ngủ, mà dị tục thức nó đứt đoạn mà có cái cơn gió nó nhập vô chút xíu thì cái gió nó lạnh, dị tục thức lúc bây giờ không đủ sức kiểm soát, thành ra là mạng sống đứt luôn. Có những trường hợp như vậy, cho nên cái chết mình phải biết là từ chỗ nào. Còn khoa học thì nó chỉ nhìn là chết thôi, hay là do sao chết thôi, chứ nó không có đi sâu hơn là vấn đề gì xảy ra, thậm chí là chết trước khi là cơ thể chết, chứ không phải là cơ thể nó chết rồi tâm nó chết theo, không phải như vậy. Này, dĩ nhiên tâm không có chết phải không? Tâm nó niệm niệm sanh diệt mà sao chết được? Như vậy thì ở trong trường hợp này là dị tục thức nó thoáng qua một cái nó chiếu, nó giống như là phim mà chiếu cảnh vậy đó, nó làm cái xét vậy đó, thì tự nhiên mình thấy bầu trời nó tối tăm mệt thớm ra, bây giờ từ từ mình tháo mồ hôi ổn lại thì chúng ta gọi là bấm đề. Đây cái là trạng thái bấm đề. Còn cái loại quý cứ bằng trà này là khác, cái loại này là nó to như cái lù, nó nặng lắm, thành ra nó rìa lên mà ai có duyên với nó là cứ nó lên, nó thích đè lên bụng cứ lên bụng ngồi nha, lên bụng ngồi, cho nên nó là nó có cái tên khác gọi là quý cởi ngồi. Cởi ngồi ngồi bồ đà. Những cái loài này á thì thường thường là nó hay gây ra tai nạn, té xuống xuôi, người ta té xuống lại ngồi trong bầu trời vậy đó, rồi chết thôi, chứ nó không bận tâm. Trong loài này cũng có loài quý vương, cũng có quyến thuộc, có rất nhiều quy tâm bảo cũng hỗ trợ cho người tu hành, cũng trở thành hộ pháp. Thành ra tai họa này kia, nếu như chúng ta hành trì bậc chú lên nghiêm thì những loài này theo họ sẽ giúp đỡ chúng ta, mà những tai họa thường khó xảy ra là chúng ta tai họa là do cái dạng là không phải nghiêm đó nghe không? Còn cái dạng nghiêm thì nó khác. Ông người tứ Việt Nam thầy mà xe đụng chết ấy, là nó có cái nghiệp. Cái nghiệp là thầy, thực ra thầy đã biết từ lúc mà mới vô tu. Mới vô tu nó hiện rõ lắm. Dù như hồi đó thầy nói những chuyện nó xảy ra đúng. Như vậy rồi trong cái bài mà thầy viết tôi gửi thầy học trò bên đó, thầy có nhắc tới có một cái ông chú đi vô chùa tu, vô cái đồng gặp mẹ đứng ấy, mới gỡ thầy. Thưa thầy, cho dù hôm tối đây mẹ con ôm nhau khóc suốt đêm. Con chú này học lớp 6 rồi lớp 7. Người mẹ sinh có một đứa con khóc suốt đêm. Rồi cái này là anh đẹp nét của giống người Ấn Độ. Tóc anh màu xanh, tóc cứ quén màu xanh giống người Ấn Độ, mặt mày trắng, cái môi đỏ như son, nhưng mà từng nét đẹp giống như người Ấn Độ vậy đấy. Rồi đứng thưa thầy, thầy nói tại sao lại muốn đi tu, thì nói vậy thưa thầy, chú không học có được, nó con nó học không được, nó học nó ham chơi, ham game nó chơi à. Thì lúc đó rồi sao cách nào mà hướng dẫn chú nó con có chuyến vào Sài Gòn, rồi chú đó cũng lại nghiện game nữa, mà nghe nói ở đây thầy dạy học trò hay lắm, là mấy người game gọi là bó này. Thì sự thật là thầy có cái bài thuốc này, tức là thầy cai mình game dở lắm. Các anh nó nghiện dở sợ lắm nha, nó nghiện sợ là anh nằm anh thới mình này, anh nằm thới cái cơn nghiện nó lên mà anh nằm thới vậy đó, nằm thới giống như là nghiện ma túy, anh nằm thới hỏi tại sao mà nó nhớ nghiêm quá, nó nhỏ nó gơ dở sợ như vậy đó. Tức là mình phải biết cách mình cai, thì cũng được các thầy cô giáo trong trường cũng khen, rồi tự nhiên nó tiếng tâm nó vang đi, thì người mẹ thấy an tâm quá, đem tới chùa thuyết phục con mình đi tu. Tôi cũng nghĩ là nói chung lại với anh này cùng lắm thì anh học hết lớp 12 thì ở đây hết cái trường,
thì anh này cũng không tu được nữa. Tại cái duyên không phải anh, đúng không? Cái duyên đó nó khởi nghiệp như vậy thì nó tới đó tự động nó đã. Ngày sau tự nhiên có cái cô bé trước chùa vô, nó thưa thầy, nghe nói thầy có mới nhận chúng thiếu điểm trai lắm với thầy. Cái thầy mới ngồi cái gì mà sao lạ, hai đứa này lạ hả, y chang bây giờ là lớn lên vô đại học rồi là hai đứa đó giờ thành vợ chồng. Này mất hai là bây giờ nó ra đời là thương con đó chịu không được, nên là hai đứa ra đời lén là không có thầy qua chùa ra đời này thua đấy. Bây giờ ở chung với nhau biết đám cưới chưa, là nghe nói gia đình người ta cũng chấp nhận hai đứa trẻ như vậy đó. Đó, cái nghiệp nó lạ lắm, chút xíu tự nhiên là mình biết rồi là mình đã tìm cách mình nghe cái này mình nghe kia không được chứ không phải nhớ biết từ lúc đó. Hay rồi một anh nữa là anh vô anh gọi trì chú lên nghiêm này, ngồi giống như là cái nó là nhân phật con, mặt mày dễ thương một tí, đẹp để con là tánh tình hiền hòa, ngồi trì chú. Nhưng thầy mới nói con không được trì chú lên nghiêm. Thầy nói thầy tại sao mấy chú trì lên nghiêm mà không thân tâm cho con trì. Thầy nói chú này cũng được nhưng riêng con là đi ngủ, cái nó vậy mà không nghe. Không nghe là không thể cho, không cho lên cái điện ngồi dưới nó đạp mình đó. Mà thầy biết cái em này là anh sẽ thất bại khi thầy chú lên nghiêm. Cái trong chùa lạ mà sao thầy lạ thầy rồi cái là tay sáng đơn giản thôi là thầy biết cái em này là anh thần tượng mặc chú, và khi thần tượng nó được nuôi dưỡng tới một mức nào đó, và nếu như nó không đạt được cái ý nó muốn thì bắt đầu tâm tự nó sụp đổ xuống, mà khi sụp đổ xuống là tâm bồ đề nó sẽ vỡ theo. Cho nên người tu hành ngay cả hành trì một chút tâm phải bình thường để giải nghiệp của mình, chứ không phải là nghĩa là hành trì một chút để cầu mong một sự linh hiếm. Ý chán là nó không nghe, nhập một chút lên nghiêm học mấy ngày thuộc á, tức là nó thần tượng tới mức mà nó nghe chữ nào nó nhớ chữ đó luôn vậy đó. Y chang nè, hồi vô tôi chưa được 3 năm là trong chùa đi, quá chùa đi. Mà hồi trước khi đi á, canh là thầy đi hành pháp ở xa, là đi rồi, là trốn đi. Trốn đi cái rồi cái bà mẹ tới chùa. Khi thầy vợ thì sợ quá cái đi vợ thì sắm hối với thầy. Thầy nói sơ sơ thôi. Thầy nói con đến đây tu là tự con đến đây tu. Thầy cũng làm những cái lỗi với con. Thầy lo cho con ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Thì con có bó thầy cũng đi, thì con cũng nói thầy biết tiếng. Chứ thầy có làm gì đâu mà con phải trốn đi mà giống như là không muốn gặp thầy vậy. Con không làm Phật tử xuất gia được thì con làm Phật tử tại gia. Không có sao đâu. Thì lúc mà về, rồi thì thầy mới phân tích để nghe hối hận. Bắt đầu cái làm nói vậy, con biết lỗi con mà phải không? Nó dạ biết rồi. Tức là thầy mới xuống nhà dưới, thầy lấy một cái rửa mài thiệt bén ấy, thầy đem thầy gác cho cổ này. Cái thầy nói con này im đấy, con chỉ cần cửa nó là cái rửa nó kết cổ con. Và nếu như mà rửa nó kết thì thầy chém cái cho con chết luôn. Cái nó nói sao thì chém một tí. Cái thầy nói chém cho con chết. Thì cái hồn con lang thang làm con ma vấp vướng ở trong chùa làm con ma vấp vướng, con cũng nghe kinh nghe pháp được. Còn bây giờ cái nghiệp con nó dẫn cái thân tứ đại con đi ra ngoài á, con chỉ trôi theo một dãy của nghiệp lực thì thể biết từ kiếp nào con trở lại được với phương Phật ha. Con hiểu cái điều này không? Trên nằm rơi được quanh đúng là gần 2 tháng sau là anh chịu nói là trốn nhà đi tiếp. Trốn nhà đi tiếp với bà mẹ trả lòng lắm, bà mẹ cho anh ở với cái đứa con gái chút xíu lớn lên, hai đứa thì nó còn nó thương con này cho hai đứa ở chung với nhau. Cái nó nhớ cảm giác ân ái, nhớ cảm giác mà xa lọ đó là thôi hết tu hành. Khi nó về thầy nói thẳng liền, thầy nói con cảm giới rồi đi về trong tu nữa. Thì lúc giờ nó kinh hồn lắm, là mẹ nó ra chùa cười nữa, tại vì có một thằng trai à muốn làm như vậy để cho nó ở đời với mình. Người mẹ đứng cười nữa chứ. Thưa thầy, chú hiện tại mặc đồ riêng đẹp không thầy?
thầy mới nói mời chồng của chị ra đây, thầy nói chuyện. Hai chồng ra, thầy nói giờ hiện tại quay lại thầy cũng không nhận nữa. Thầy nó đã phạm một cái điều là cấm kỵ lớn, thầy không thể nhận. Nhưng mà bây giờ thầy chỉ có một lời khuyên là chị ráng giữ nó. Nó sẽ có hai cái nghiệp xảy ra. Một, nhẹ thì nó đi ở tù. Còn nặng á, là bị người ta chết chết. À, là chị không nghe, chị nói làm đâu, nó hiền hòa y chang đó. Chứ được 2 năm sau là đi ở tù. Đi ở tù thì bắt đầu chồng ra về thư thầy, thầy nói là nhờ tôi mấy năm mà đi ở tù, chứ không là người ta chết chết rồi. Chứ không có đơn giản đâu, cái nghiệp nó gương gớm lắm. Nhìn thấy cái nghiệp đó mình hiểu cách chuyển, chuyển như thế nào. Nhưng khi biết mà mình chuyển cũng được. À, rồi tới cái con nhỏ mà qua trên đầy. Cho nên lên đây là ông nói chuyện là cũng nhí mấy cái này. Nhí mà nhí nhí riết mấy cái đó. Cái thằng nói con im cái coi. Nói chuyện thầy cũng nhí. Nó tưởng nhí con không im được. Thầy nói không được, thầy lấy con kêu thầy dán lại. Nó là mình làm ông đạo xuống sau này mà dán kinh cứ nhí mấy cái thế. Thì mình tụng kinh mà nhí mấy cái nhí kiểu đó mất là chuối nào không hay. Cho nên không có được. Anh cứ nó cười quá, anh cứ chịu, anh nói khó quá, mà cứ rầy suốt đi. Và thầy bác á là chú con mà nhí một lần nữa là cùng rửa phạt rửa chén lòng. Thầy bác bảo trong chùa phải canh hết cái chú này canh, rồi nó nhí là bác cho thầy, bác tại trọng. Cái mấy chú canh hay lắm, tại mấy chú làm miếng rửa chén mà. Nó xem canh là nó nhí cái là chùa. Thế mà nó gây cái áp lực là anh này là anh bỏ luôn nhí mấy. Anh tức anh bỏ được và thầy mới hỏi tại sao con đi tù. Nó bảo trước khi con đi tù á con làm gì thì anh mới nói là con ở quê con bận lắm. Nó nói bận sao? Rồi cái thứ con còn nhỏ học bao lâu năm sáu bốn năm về mà cỡ như con thầy lấy 10 con bóng bay còn lại thì cột rồi thả bên biến mất mà làm gì được, mà con bận với ai? Nó đâu có đâu, mấy anh ấy gây gỗ với ai ấy là cứ bảo con đi chiếm. Người hướng với xã hội nó cuồng loạn cũng mất vậy đó. Chém mà không chém là rầy la con này kia dữ lắm con. Rồi thậm chí con biết sao con không dám cãi. Thì con có nhắm mắt con chém đại à. Mày cứ chớ con đi là biết con chém ai thì con chém thôi. Thì hỏi con giờ thì con chém làm sao? Có người nào trúng chưa? Chém máu chưa? Không chưa. Tại sao mà chém mà không chém máu hay vậy? Thì nó con chiếm nhẹ nhẹ mà con chiếm là con chiếm cái sống chứ con không chiếm cái lưỡi đó. Trong tâm chúng này nó nhỏ xíu là nghĩ như vậy, lái xe ra đi hay là nó ngồi xe con chiếm rồi đó. À, thì thầy mới suy nghĩ đầu mà nó công nhận lại thầy giải thích lúc mà con chiếm á là con nghĩ chiếm chỗ nào, tôi nghĩ chiếm cho cổ nghĩ vậy đó. Thì thầy nói thôi được rồi, giờ tu hành rồi thì con phải sám hối nghe. Thì già cũng có vô chùa mà hối đâu đó, nó nhỏ mà. Bây giờ mình để ý nghiệp đó rồi, để ý nghiệp có nhạc tròn rồi. Rồi, bữa đó anh đánh lộn mà anh nhắm mắt lại quýnh. Quýnh rầm, cái anh quýnh say sẵn cái anh tí vô đông cát. Cái thầy mới gọi em vô. Gọi em vô, thầy mới hối tại sao con quánh mà con không có chịu mở mắt ra. Con phải mở mắt ra là con thấy chú nào á là con quánh chú đó. Đấy gọi là quánh đúng. Còn cái con nhắm mắt con quánh thằng này trong kia là quánh lộn. con không được quánh lộn, quánh cho đúng chứ đừng quánh lộn. Anh mới thấy cười. Thì thực sự là như vậy đó. Anh nói quánh con trai đúng chứ quánh lộn quánh làm gì. Tại cái người là bị lỗi thì quánh người đó chứ quánh người kia quánh chi. Mà con nhắm mắt lại thì thành quýnh lộn rồi. Cho nên mới chặt đúng thì từ đường quýnh lộn. Nên con hiểu không? Anh nói dạ con hiểu rồi, lần sau con sẽ mở mắt. Hả? Thì anh nói nhưng mà tại sao lúc đó con nhắm mắt con nghĩ sao? Thì anh mới nói thưa thầy là bởi vì là con quýnh mạnh lắm. Mà con biết là con quýnh một cái là không chút mối hết. Thành ra con sợ mấy chú đau. Rồi mấy chú bệnh rồi thầy phải lo. Thành ra con nhắm mắt con quýnh cho nó bức xúc lên người. Bức thức cho người, nhưng mà mấy chú thấy vậy thì mấy chú đâu có chạy lại, mấy chú lấy hết thì con quấn cũng trúng ai. Xong rồi thôi, chút chút xíu mà suy nghĩ đầu
thế mình nghĩ của anh là sao? Sao anh có cách nghĩ lạ, có thiện cái tức giận nổi lên, nó à ngoài sơn sư phụ tại sao không biết mấy chú giận dỗi không mà người cũng nó tức lắm, cứ nó lừa chết lên như vậy á, thì tại nó ở đó là cái lưới sông đó con, cái lưới sông nó làm con khổ đó, và con sẽ bị nó chi phối, con sẽ xíu kiên nhẫn, khi nó khởi lên nó giận chết và con xíu kiên nhẫn, thiếu bình tĩnh, làm cái gì cũng muốn cho nhanh và muốn cho thành công liền, đó là thành lợi nghiệp. Mới đầu thầy mới liên kết hai này lại, là nó thằng này chắc chắn nó bị chết, là nó bị gãy cổ. Tại vì cái nghiệp của nó, cái nghiệp của nó bị nó chết người ta đó, nó nghĩ cho cố đó, tháng nghĩ cho khác, nghĩ cho cố, hiểu không hả? Thầy nói cái này là thầy cớ cái chuyện thực tế để chúng ta hiểu chiến nghiệp Phật pháp, nghiệp lực nó như thế nào, nó nảy ra những dòng suy nghĩ. Ở trong tâm nghiệp thầy làm sao thì suy nghĩ mình nó cảm lên như vậy, hiểu không? Hay mà thấy được cái suy nghĩ đó là hiểu được hết bên trong đó, bên trong biết hiểu chỗ nào, tức là biết cách tu đó. Thì tôi nghĩ họ anh này như vậy như vậy, thì trong đầu thầy không nghĩ ra chuyện xe, thầy chỉ nghĩ rằng anh này chắc lẽ là người do lên trên cao, rớt xuống thì sẽ gây cố, cho nên thầy mới cấm tuyệt là từ đây sau con không được leo cây. Con trên cao cũng phải cẩn thận, con chừng rơi xuống thì mình cấm thiệt như vậy thôi. Nhưng mà mình không có, không nghĩ rằng là còn lớn lên ấy, thì mình nghĩ lúc đó này còn nhỏ quá thì đâu nghĩ rằng chạy xe đâu, chút xíu mà chạy xe cái gì, thì hồi nó bốn lúc năm mà chạy xe cái gì. Thành ra lớn lên rồi sao tự nhiên là anh đi học lái xe, thằng trẻ thầy cũng thưa thầy con có bằng lái xe rồi, xe hơi. Rồi nghe mấy người nói là thầy cũng không biết rằng là anh này có cái bệnh á, là khi lái xe là anh chạy nhanh. À, là cái duyên thấy không? Thấy nghiệp duyên chưa? Nghiệp duyên chưa? Lái xe từ Nha Trang thì mình định đi 20 nước cái số. Mà đứt thức đi xe ra. Chứ đi xe lớn ngồi là tù túc khó chịu, lái xe ra đi vậy đó. Nhưng đi thì đi cũng bốn đường thì không có sai. Thì bắt đầu cái ác duyên nó chịu cảnh. Tại vì anh đi Phật sự mà anh cũng làm sai, luật anh chạy cũng đúng. Nhưng mà bắt đầu ác nhân chiêu cảm, anh chàng này như có chén rượu, tại sao có chén rượu đi xuống cái ní cái ổ gà, đi vượt qua cái xe tự chậm á, anh ra bên trái á, anh vượt qua á, thì cái ổ gà nó dầm á, anh đưa cái tay qua cho anh đưa chút đuôi xe tá, anh đưa qua cái tay dưới lên làm đầm vô sao ác nhân nó gặp á, là gãy cái cuộc sống thứ hai này, cổ này gãy liền tức mạch mạch mới sao ấy, gãy cái chân, gãy cổ chết tại chỗ. Thấy nghiệp không ạ? Thấy nghiệp chưa? Nó như vậy đó, cái nghiệp nó như vậy đó. Nhưng mà bây giờ khi mà nó gãy xong thì cái nghiệp đó đã giải, hiểu không? Đã giải tại vì hạt giống đã nở ra rồi, thì cái nhân của nó bị hoại, thì lúc này bây giờ phải làm sao? À, cho nên đây là cái vấn đề khác. Còn cái vấn đề mà nghiệp nó kết duyên như vậy đó, nhưng nếu như biết cách tu hành, biết cách chuyển hóa và nhóm chịu chống lại cái nghiệp, ở trong lòng tin sâu Phật pháp, phát nguyện mạnh mẽ và có cái niềm tin với thầy mình, những người hướng dẫn mình, thì chắc chắn họ thấy nghiệp của mình, họ tuân thủ theo cái mệnh lệnh. Cho nên hồi xưa thầy nói dễ hiểu là một người học trò tu tập, mà thầy nói các người học trò xuất gia của thầy, thì thầy nói thầy là người tài xế, nên thầy lại hướng dẫn con lái xe. Tất nhiên thầy không bao giờ hướng dẫn con đi khác với những nghiệp lực của con đâu. Cuộc đời con thích hướng nào thì thầy cũng giấy, thầy cũng dẫn đi hướng đó cho con thoải mái. Nhưng mà khi mà thầy dẫn thánh á, thì con phải đứng lại. Hỡi mà thầy và thầy thánh mà con không đứng thì con biết thầy phải làm sao không? Cái đó nói không, nó thầy chỉ nhảy xuống khỏi xe. Thầy chỉ đơn giản thôi, một mình con cứ chạy thoải mái, con chết con chịu. Cái thầy ngồi trên xe đó, thầy là người hướng dẫn con, mà thầy dẫn thánh mà con không đứng thì chạy chết theo à. Đơn giản như vậy thôi, cái người thầy rất là đơn giản như vậy, không có gì phức tạp hết. Cho nên khi thầy nói con không nên làm cái đó, tức là thánh rồi. Mà con không có tin, con không tuân thủ, con cứ tiếp tục con làm, thì không cách nào mà thầy hướng dẫn được, không cách nào mà thầy đưa ra khỏi nghiệp của con được. Mà cái nghiệp đó nó tạo ra cho con cái sự thích thú,
cái ý thức đó nó dẫn con vô vào chỗ lầm than. Nghiệp phải không ạ? Nghiệp. Bây giờ ai mà bị mà chẳng hạn như là quý cứ bằng trà đây nó đè thì cứ sáng giờ mình hành trì chú lên nghiêm thì làm sao đè được, nó là giải nghiệp hết á. Nghiệp thấy như vậy sẽ biết cách giải, không biết cách giải thì không thể nào mà giải được. Người tu hơn nhau ở chỗ là khéo giải nghiệp của mình, nhanh hay chậm, hơn hay thua ở chỗ là khéo giải nghiệp của mình. Tu không phải là vung trồng thêm cái nghiệp mới, nếu như cơ vung bồi là thiếu nghiệp, chứ không có tăng thêm ác nghiệp. Bí quyết của sự tu hành ở chỗ đó, nhanh hay chậm là do thái độ của mình. Còn nếu như mình báo thú theo con đường của mình thì cứ thế mình đi theo con đường đó thôi, không cách nào đi sang được nữa. Đó là nội dung của câu chú số 256. Nghe nữa không? Dạ, cái thầy con hỏi là dạ. Chú ban đêm được không thầy? Dạ. Chú ban đêm được sang không ban đêm được không? Phật đâu có nói rằng là phải tụng ban buổi sáng đâu. Cô hiếu rộng ra chút, cô tư duy ra chút, là không có một công phu nào giới hạn thời gian tụng. Mà cô rảnh lúc nào là cô tụng lúc đó, bên ngày bên đêm lúc nào cũng được. Tại vì tụng nó sẽ giúp tâm mình thanh tịnh và cô sẽ ngủ một giấc ngon hơn. Nó hay lắm, một chú Lăng Nghiêm hay lắm. Thầy có cái ông thầy già già tới thăm ông thầy. Ông thầy già này chơi cờ tướng không? Chơi dở quá. Mà ông có thích chơi cờ tướng với thầy. Các vị biết tại sao không? Là tại vì không bao giờ thầy chơi thắng ông. Thầy đánh 5 ván thì thầy đang 2 ván thôi. Là ông thắng thầy 3 ván. Rồi á. Nhưng mà như thế ông lại càng thích đi nữa. Mà thầy thắng cờ ông mà thầy không có gáy. Hiểu gáy không? Đánh cờ là gáy dữ lắm, gáy lắm. Gáy cầm cờ có cấp còn nước cờ yếu dài là gì. Gáy cứ chơi tay trở lại. Ông ra nói tức lắm. Nhưng mà thầy không có gáy thật bình thường là đi vậy. Ông nói ổn nước cờ này hay. Rồi khi ông đi vậy đó. Rồi tôi nói thưa thầy, con đi cờ với thầy á, con chỉ thưa thầy là nếu như mà thầy mà họ Phan á là thầy đừng có dùng họ Phan. Nói là sao? Tại sao thầy bỏ cờ xuống của em bắt thầy nó phan. Thì bỏ cái họ đó là chơi cờ được, chứ thầy cũng phan hoài, quen cũng xin thầy cũng phan lấy lại. Dù thầy em con thầy lấy mất anh thì làm sao? Là thấy được không? Không vui lắm. Nói là nhỏ nhỏ mà nói những câu vui rồi cái là khoan đó mà tiếp mình định kêu khoan đã còn nữa đừng bỏ cái họ khoan đi thì chân được chứ cứ người ta bắt khoan lấy lại hoàn lại đó rồi là chơi cờ trí người ta là quán kỳ bất nữ chân quân tứ. Chơi cờ mà chỉ là không phải quân tứ thì mình đứng ngoài mình nhìn thấy nước sáng. Rồi hạ thủ bất quân đại trưởng phu, chúng ta ghi rõ ràng chút là rồi chứ không có thay đổi nữa. Từ trưởng phu là không có thay đổi. Có một cái dáng cờ hay lắm, cái ông này á, ông chơi cờ tướng hay ông chơi nhập cái độ lớn á, mà cái ông thầy này ông thầy biết ông thua rồi, đứng ngoài biết thua cái ông cư sĩ này rồi. Cái thầy đứng ngoài mà không cho chỉ. Mà chết rồi, giờ nó nguy rồi. Đứng ngoài quỷ bài, muốn biết là dừng lại. Cái thầy mới nói. Thầy nói thôi, ông chơi cờ thua chú rồi thôi, ông bỏ tu đi. Rồi ông về ông làm rỡ chú. Chú thấy nhà cửa giàu sang, về ở làm rỡ chú. Làm rỡ chú thì được lên xe xuống ngựa cho nó sung sướng. Anh thấy sao? Lúc nào cũng lên xe xuống ngựa. Cái ông nói thầy là không muốn tứ. Nè, không nên không bán. Cái thầy nói, tôi nói đâu chú? Tôi nói ông là quýnh cờ vợ quá, thằng bây giờ ở chú gã gái cho nó sung lên xe xuống ngựa cho nó sung sướng. Tôi nói gì đâu? Nói rõ ràng nó cờ lên chia xuống ngựa mà thầy nói gì lạ. Nên mình nhắc cũng khéo léo nha.
trí tuệ ở đây mình ta không tác ý mình được, có những cái chuyện vui vậy đó. Nên đó là cái giấc nói tới đâu rồi. Tôi nói lung tung hết hết giờ, tôi đi ăn đừng ăn đừng mất hai mươi giờ mười đại chúng ngồi luôn. Nguyện niệm công